chè, khoai tây chiên lát phô mai, rồi sốt phô mai, salad, canh chi, rồi cái bánh nha các bạn, rồi canh nữa, mẹ còn mình cần nấu canh nữa nha. Mình rất cảm ơn ba mẹ mình đã tổ chức cho mình một cái sinh nhật thật là ấm cúng nha. Bây giờ thì mình mời ba mẹ với lại các bạn ăn luôn nha. Mình mời các mẹ yêu các bạn ăn nha. Giờ mình sẽ lấy miếng nhỏ cho mình. Rồi miếng kia để làm gì? Miếng kia để đi chưng. Rồi để mình. Đây. Nè đó, để đây. Gắn đây luôn. Đó. Mời các bạn cùng ăn chung với mình nha. Mời ba mẹ ăn luôn. Mình sẽ ăn nha. Bánh kem bằng thịt nó sẽ không được nghiến. Nó phải không có gì bạn ăn kem mất. Ăn kem và miếng thì nó nghiến. Bánh này đang ngọt không luôn. Mời nè. Nè, mẹ cho ăn đi nè. Nè ăn lên. Thôi mẹ ơi. Có nó ăn cái củ. Cảm ơn mẹ. Vậy đưa chị ăn. Không, rất đặc.
Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Nhưng mà trong cái sinh nhật của mình là mình có cảm nghĩ là sinh nhật của mình hôm nay thì cũng rất là vui, tuyệt vời hơn năm trước rất nhiều nhiều. Mình cảm ơn ba mẹ mình đã tặng cho mình và tổ chức cho mình cái sinh nhật thật là ấm cúng với lại nhiều món quà thật là ý nghĩa. Mình mong sinh nhật năm sau thì mình sẽ cũng mua như vậy nữa. Với lại mình sẽ cố gắng học giỏi chăm chỉ để ba mẹ vui. Còn cảm nghĩ của mình á là mình mong năm sau chị, sinh nhật của chị mà nó sớm để mình được ăn bé. Ăn ké. Sinh nhật ai cũng ăn ké hết á mọi người. Chị chứ sinh nhật mình thì ăn ké. Không ăn ké nhiều. Thôi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nha. Quê nhà channel, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn.